Chọn bộ PC chiến game đỉnh nhất cuối năm 2022, tầm giá 11 triệu. Có gì? CPU i3 10105F Best CPU Gaming, hiệu năng trên giá thành tốt nhất năm 2022. Mainboard Asus H510MK, RAM 8GB, DDR4, ổ cứng SSD 240GB, nguồn iGo VK 550W, hiệu suất đạt trên 85%, vỏ cây FISA Light Black với sẵn 3 LED RGB, tản nhiệt XTAR HF 1200. Quan trọng nhất trong bộ PC đó là RTX 2060 6GB. Trong các đồ họa quốc dân được ưa chuộng nhất hiện nay, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như Ray Tracing, DLSS, RTX 2060 hoàn toàn max setting hầu hết các tựa game cũ như PUBG, Cyberpunk 2077, Spider-Man Remastered, God of War. Cuối cùng là một màn hình Tomco 22 inch Full HD, tần số quét 75Hz, mang đến cho bạn những khung hình ổn định, mượt mà trong suốt quá trình chơi game, không bị hiện tượng bóng ma hay giật lag. Duy nhất tại quảng cáo này, với giá vô cùng ưu đãi, chỉ khoảng 11.470.000 đồng, tặng kèm combo, phím, chuột và bàn Gigaming, tổng trị giá lên tới 700.000 đồng. Ngoài ra, các bạn còn được nhận ngay một mũ bảo hiểm cực cool mang thương hiệu Hoàng Long Computer, an toàn tham gia giao thông. Hoàng Long Computer cam kết bảo hành lên tới 36 tháng, 12 tháng 1 đổi 1, dùng thử 3 ngày, không ưng hoàn tiền 100%. Sở hữu bộ PC chơi max setting hầu hết các tựa game đang hot nhất hiện nay với giá siêu hấp dẫn ngay hôm nay. Liên hệ theo hotline hoặc inbox fanpage để được tư vấn chi tiết. Nhanh chân lên, số lượng có hạn.